Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về việc mà mì tôm Hảo Hảo mà có chất chứa ung thư hay chất gì mà vừa bị thu hồi á. Cụ thể chất đó là chất gì sẽ có trong bản tin này nè. Chất ethylene oxide có trong mì Hảo Hảo Acecook bị thu hồi tại Israel là cái chất gì? Cụ thể, ethylene oxide là chất hóa học do khả năng gây nhiều ung thư. Nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng chất này trong thực phẩm. Cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm Israel vừa ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do Acecook Việt Nam sản xuất, do đó có sử dụng ethylene oxide. Là chất bị cấm dùng trong thực phẩm bán tại châu Âu. Vậy chất ethylene oxide nó là chất gì? Theo tờ mà EPA, ethylene oxide là chất gây ung thư ở người. Theo chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ, ethylene oxide là một chất khí dễ cháy, dễ tan trong nước. Công thức phân tử của nó là C2H4O. Ethylene oxide được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Nó được sử dụng để sản xuất ethylene glycol, một sản phẩm được sử dụng làm chất chống đông, và sản xuất polyester. Ethylene oxide cũng được sử dụng để tiệt trùng các thiết bị y tế với một lượng nhỏ hơn. Ethylene oxide được sử dụng làm thuốc trừ sâu và chất khử trùng, đặc biệt giúp loại bỏ sự ô nhiễm vi sinh đối với Salmonella. Do khả năng phá hủy DNA của tế bào, ethylene oxide trở thành một chất khử trùng hiệu quả cũng như là nguồn gốc gây ung thư. Và chuyên gia Nguyễn Đình Độ thông tin tháng 12 năm 2016, cơ quan bảo vệ môi trường ở Mỹ đã liệt kê cái chất này là chất gây ung thư ở người. Các nghiên cứu toàn diện ảnh hưởng sức khỏe và cho thấy có mối liên hệ trực tiếp với bệnh ung thư với việc tiếp xúc lâu dài với chất ethylene oxide này. Các hợp chất này và ethylene oxide được biết là làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vì nó ảnh hưởng đến tế bào chống nhiễm trùng của hệ miễn dịch. Sự phát triển của bệnh bạch cầu và ung thư hạch do nó có liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài hóa chất độc hại trong môi trường làm việc. Vậy ethylene oxide ảnh hưởng như thế nào với cơ thể người? Cũng theo chuyên gia Nguyễn Đình Độ, ảnh hưởng đối với trẻ em khi tiếp xúc mãn tính với ethylene oxide có thể nghiêm trọng hơn so với thiệt hại gây ra cho người lớn. Mặc dù ethylene oxide đào thải cơ thể tương đối nhanh, giảm khoảng 50% sau 40 phút, nhưng nó có thể gây thương tích suốt đời. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế Mỹ đã phân loại ethylene oxide là hóa chất độc hại do khả năng gây ung thư nó cao. Đó, các bạn thấy không? Sau này lỡ dù là nói chung nói thì nói vậy thôi, chứ dịch vừa rồi nhà tôi cũng làm hết 2 thùng Hảo Hảo rồi các bạn. Mà giờ vẫn còn nói ở đây chắc cũng không đến nổi, mà không biết lâu dài hay sao thôi. Rồi biết rồi thì thôi đừng có mua ăn nữa nha các bạn. Đổi qua giống như bò rau thơm hay là omachi gì đó rất ngon mà không sợ nóng nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.